Trong quá trình xử lý học sinh vi phạm luật giao thông, lực lượng chức năng phát hiện không ít trường hợp điều khiển xe đến 125 phân khối, nhiều em thấy cảnh sát giao thông còn quay đầu bỏ chạy. Sáng 8 tháng 10, tổ công tác đặc biệt số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội lập chốt xử lý vi phạm giao thông trên đường chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội. Quá trình xử lý vi phạm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, thậm chí còn đi các loại xe có phân khối lớn như trường hợp của một nam học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Tô Hiến Thành, quận Hà Đông, Hà Đông điều khiển xe máy mang BKS 59G2649, SX mà không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, nam sinh này liều lĩnh điều khiển xe quay đầu bỏ chạy nhưng bất thành, nam sinh quay đầu xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác ngăn chặn. Ảnh, Đình Hiếu, nam sinh trình bày đã biết việc mình điều khiển xe máy 125 phân khối khi chưa đủ tuổi là sai nhưng vì phụ huynh cho phép nên vẫn đi đến trường. Hàng ngày em vẫn điều khiển xe này đến trường, ở lớp các thầy cô cũng nhắc nhưng em vẫn vi phạm. Đi từ xa, em nhìn thấy cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ nên em sợ quá đã quay đầu bỏ chạy, nam sinh cho biết. Nam sinh cho biết, bản thân dùng xe máy 125 phân khối để đến trường. Ảnh, Đình Hiếu, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với nam học sinh này và sẽ gửi thông báo về trường để có hình thức tuyên truyền. Đồng thời, đơn vị cũng mời phụ huynh học sinh lên trụ sở để làm rõ hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Tương tự, trường hợp của MP, N, G, B, 16 tuổi, học sinh trường nghề, điều khiển xe máy mang BKS 29S1808, SS khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm. Khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, MP, N, G, cũng quay đầu bỏ chạy nhưng bị ngăn chặn, nhiều phụ huynh và học sinh bị xử phạt trong giờ đi học buổi sáng. Ảnh, Đình Hiếu, phần lớn các trường hợp vi phạm đều lấy lý do vội đi học để biện minh cho hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe khi chưa đủ tuổi. Phụ huynh chở con không đội mũ bảo hiểm cũng bị xử phạt ảnh, Đình Hiếu, theo đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 1 tháng 10 đến nay, đơn vị đã xử lý hơn 1.000 trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm luật giao thông. Đối với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển thì ngoài học sinh, phụ huynh cũng sẽ bị xử phạt. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP cũng phối hợp với các đơn vị công an quận, huyện đến các trường học trên địa bàn để tuyên truyền. Vận động phụ huynh, học sinh chấp hành luật giao thông.